Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại Lực Tàng TV. Thì tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung. Thì Lực Tàng cũng đã hứa với tất cả mọi người rằng là một ngày sẽ lên 2 clip, buổi sáng 1 clip, buổi chiều 1 clip, sẽ cung cấp những cái thông tin chính xác nhất về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung để cho tất cả mọi người đang theo dõi cái sự việc này biết rõ và nắm bắt thông tin tình hình một cách chính xác nhất để tránh gặp những cái thông tin thất thiệt trên mạng xã hội và mọi người đang yêu mến Phi Nhung phải hoang mang, lo sợ về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung. Thì ngày hôm nay thì thực ra trong cái ngày 10 tháng 9 năm 2021 mà Lực Tàng muốn cập nhật thông tin cho tất cả mọi người thì những cái thông tin mới thực sự ra là nó rất là khó để tìm hiểu và biết được những thông tin gì. Nhưng trong cái ngày hôm nay á, thì đêm hôm qua đã có những cái thông tin mới nhất về ca sĩ Phi Nhung thì sáng nay Lực Tàng sẽ cập nhật cho tất cả mọi người. Nó cũng chỉ là những cái thông tin cũ khi ca sĩ Phi Nhung vẫn phải ngậm ống thở, vẫn phải đút cái ống vào trong dạ dày để truyền thức ăn. Rồi cũng như là phổi huyết nó bị tổn thương nặng và đang trong cái quá trình hồi phục. Được sự trợ giúp của tất cả các bác sĩ trong bệnh viện Chợ Rẫy là những người bác sĩ y tá giỏi nhất được điều động đến để chăm sóc cho ca sĩ Phi Nhung. Thì có rất là nhiều người nói rằng tại sao lại cứ phải cập nhật tình hình của sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung trong khi có rất là nhiều người bị mà sao không cập nhật. Thì nói với tất cả mọi người rằng là ca sĩ Phi Nhung là một người nổi tiếng và có cái tiếng nói rất là mạnh ở trong xã hội này. Đó, và được rất là nhiều người quan tâm cho nên là bắt buộc Lực Tàng đã làm rồi á, thì được rất là nhiều người ủng hộ rồi. Họ đang theo dõi, họ đang yêu mến ca sĩ Phi Nhung thì chắc cú Lực Tàng phải cập nhật. Chứ còn tình hình trong đại dịch Covid-19 này thì nói với tất cả mọi người chứ biết bao nhiêu là cái sinh mạng của con người đang bị đe dọa bởi cái con virus corona này cả nhà. Cho nên là mọi người cũng hết sức thông cảm. Tại vì ở đây á, là ai mà muốn xem á, thì có thể là vào xem. Chứ Lực Tàng cũng không bắt tất cả mọi người phải vào xem. Cho nên là cũng mong tất cả mọi người hãy thông cảm cho Lực Tàng. Tại vì Lực Tàng cũng chỉ muốn cập nhật lên để gửi cho tất cả những người mà đang quan tâm đến cái sự việc bệnh tình của ca sĩ Phi Nhung để mọi người nắm bắt tình hình rõ hơn. Thì những cái tin vui thì chúng ta cũng đã có. Những cái tin vui là ca sĩ Phi Nhung đã có cái dấu hiệu tỉnh táo vào ban ngày và ban đêm là phải hôn mê nhân tạo. Rồi dùng ống thở này kia, rồi bắt đầu là được sự trợ giúp của các y bác sĩ và điều trị theo phác đồ của Bệnh viện Chợ Rẫy. Thì sẽ tự tập thở vào ban ngày nha mọi người. Thì đã có cái dấu hiệu là tự tập thở rồi thì mọi người cũng có thể thấy rằng là từ từ cái phổi của mình nó sẽ ổn định lại và cái oxy của mình nó sẽ đầy đủ ở trong con người, rồi từ từ bắt đầu mới phát triển được thì mới mạnh lên được nha cả nhà. Còn hiện tại bây giờ ống thở vẫn phải ghim vào trong người thì mọi người có thể thấy rằng là một cái ống thở và một cái ống đút thức ăn vào trong bụng, trong dạ dày á, thì nó rất là khó chịu nha cả nhà. Và để lâu ngày nguy cơ nó sẽ bị cọ xát và nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái trầy xước, rồi có khi nó sẽ bị nhiễm trùng rồi nha mọi người. Cho nên là nó rất là nguy hiểm. Thì cũng rất mong là ca sĩ Phi Nhung sẽ nhận được những lời động viên tinh thần đến từ tất cả mọi người và sẽ có cái động lực thật mạnh để chiến thắng với con virus này và sẽ tiêu diệt được nó, rồi sẽ rút được cái ống thở ra trong thời gian sớm nhất. Thì chúng ta cũng chờ đợi là tuần sau, thì cứ nói là tuần sau nhưng chưa biết được là cái ngày nào có thể rút ra được. Thì cái đó là phải theo cái quá trình điều trị và những người bác sĩ làm ở trong đó thì họ mới biết rõ ràng như thế nào để họ cung cấp cho chúng ta thôi. Nhưng đến hiện tại bây giờ thì chưa cung cấp nhiều, cho nên là chúng ta cũng cứ nghĩ rằng là ca sĩ Phi Nhung đang cái đà tiến triển rất tốt và có thể rằng là sẽ rút ống thở trong tuần sau, cũng có thể rằng là sẽ loại trừ được con virus và trở lại âm tính, rồi cũng có thể được trở về nhà. Đó là cái mong mỏi lớn nhất của tất cả chúng ta là như vậy. Thì mọi người cũng thông cảm, tại vì những cái thông tin hiện tại bây giờ mà muốn cập nhật cho mọi người á, là chính xác, mà để mà có được những thông tin mới á, thì cũng không thể nào mà có được. Đấy, đặc biệt là bây giờ là dịch bệnh Covid-19, không ai có thể tiếp cận được với ca sĩ Phi Nhung cả. Đấy, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là vào bệnh viện rồi á, thì quay phim chụp hình này kia thì đâu dễ dàng như trước nữa đâu mọi người. Tại vì ca sĩ Phi Nhung là một người gọi như là nổi tiếng và mọi người cũng có thể biết rằng là đang dính đến cái scandal của bà Nguyễn Phương Hằng trước đó về cái vấn đề từ thiện, rồi dính đến cái vấn đề của Hồ Văn Cường là cậu con trai nuôi Idol Kids 2016, khi Phi Nhung đã nhận nuôi cậu Hồ Văn Cường này làm con nuôi và nuôi dưỡng cho cậu ấy thành tài. Rồi đến cuối cùng hiện tại bây giờ thì cũng xảy ra rất là nhiều cái trường hợp lộn xộn xoay quanh cái sự việc này, cho nên là rất là nhiều scandal, cho nên là ca sĩ Phi Nhung rất khó để có thể cung cấp những cái thông tin lên chính xác và nhiều như thế là những cái ca sĩ nghệ sĩ khác nha cả nhà. Thì mọi người thông cảm, có thông tin gì là Lực Tàng sẽ lên ngay. Thì cái ngày hôm nay Lực Tàng muốn nói về cái câu chuyện này á, là chúng ta đi sâu vào cái vấn đề một tí. Khi Lực Tàng đọc được những cái bình luận mà Lực Tàng cảm thấy hơi buồn, nói thật sự với tất cả mọi người là như vậy. Ấy, dù sao đây thì cái quyền tự do của mỗi người,
ai cũng có cái quyền tự do ngôn luận và ai cũng có một cái suy nghĩ riêng, riêng biệt, cá thể riêng biệt. Cho nên là Lực Tàng cũng không dám chỉ trích những cái lời gọi như là bình luận đó, mà Lực Tàng chỉ có ngồi phân tích để cho tất cả mọi người biết rằng trong cái giai đoạn thập tử nhất sinh, trong cái giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng đang bị đe dọa, và đây là một tính mạng của một con người. Cho nên á, Lực Tàng chỉ mong tất cả mọi người hãy bỏ qua tất cả mọi hiềm khích. Đấy, mọi người hãy có một cái lòng vị tha, một cái sự gọi như là thương cảm nào đó, để có thể rằng là cầu nguyện cho chị ấy có được một cái tinh thần vững chắc để chiến đấu với cái căn bệnh này trước cái đã. Tình hình sức khỏe chị ấy ổn định lại và chị ấy trở lại bình thường, thì tất cả mọi người có thể rằng là soi mói, môi móc hay là bất cứ một cái vấn đề gì cũng được. Nhưng trong cái giai đoạn quá nguy nan này, tính mạng của một con người đang treo lơ lửng, thì Lực Tàng rất mong những cái lời bình luận xấu, những cái lời bình luận chỉ trích, những cái lời bình luận môi móc và những cái lời bình luận trù ẻo, thì Lực Tàng sẽ không nhận được trong những cái thước phim tiếp theo. Lực Tàng rất mong tất cả mọi người hãy có một cái suy nghĩ giống như Lực Tàng. Đây không phải là Lực Tàng chỉ trích và bắt buộc tất cả mọi người, nhưng đây chỉ là mong muốn để cho cái câu chuyện này nó có một cái tí tình người ở trong đây. Đó, câu chuyện gì cũng có cái mở đầu và có cái kết thúc mọi người ạ. Hiện tại bây giờ nó chưa kết thúc đối với ca sĩ Phi Nhung, nhưng chúng ta hãy nên nhớ rằng nếu như ca sĩ Phi Nhung mà thực sự không qua khỏi mà ra đi vào cái đêm mùng 1, mùng 2 mà chúng ta lộn xộn đó, thì liệu chừng tất cả mọi người có bỏ qua cho chị ấy hay không? Đó, thì Lực Tàng hỏi một câu như vậy. Nhưng đến hiện tại bây giờ tình hình sức khỏe của chị ấy đã ổn định, thì chắc hẳn tất cả mọi người cũng phải có một cái gì đó nó phải vui vẻ chứ. Ở đây là một tính mạng của một con người chứ đâu phải là một cái kẻ gọi như là giết người hay này kia mà đang bị pháp luật truy nã hay là phải đưa nó vào cái án tử đâu, đúng không cả nhà? Trong khi Phi Nhung cũng làm rất là nhiều điều tốt, cũng giúp đỡ rất là nhiều người và hiện tại bây giờ đang nuôi những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ. Và những cái việc làm hiện thực của ca sĩ Phi Nhung là chúng ta phải ghi nhận, cái đó là chắc cú. Cho nên tất cả mọi người hãy cố gắng để lại những cái lời bình luận thực sự sâu sắc và có tình người. Đó là cái mong mỏi lớn nhất của Lực Tàng hiện tại bây giờ. Còn cái chuyện mà sai trái như thế nào thì chắc cú là pháp luật sẽ xử lý. Tại vì chúng ta đang sống ở một đất nước có pháp luật, tinh thần thượng tôn pháp luật. Cho nên những cái lời đàm tiếu thị phi, những cái lời mà không có căn cứ, không có chứng cứ xác thực, thì tất cả mọi người hãy cứ bình tĩnh và chờ đợi để xem coi liệu chừng họ có bị thật sự như vậy hay không, hay là đó là những chỉ là những cái lời đồn đoán để nhắm vào một cá nhân nào đó để hãm hại những người đó thôi. Đó, nếu mà thực sự là bị hãm hại thì mọi người có cảm thấy rằng là chúng ta đã làm cái vấn đề sai không ạ? Rồi lúc đó chúng ta nhìn nhận ra sự việc thì nó đã muộn, chúng ta sẽ áy náy lương tâm lắm. Cho nên là Lực Tàng cũng rất mong tất cả mọi người chờ đợi những thông tin thực sự chính xác. Mặc dù họ người đó có sức ảnh hưởng như thế nào, người đó lớn như thế nào thì lớn, nhưng những cái tình tiết, những cái mà người ta nói ra là chắc cú, là chúng ta phải biết được rõ ràng họ có chứng cứ xác thực thì chúng ta mới nên tin. Chứ còn không có chứng cứ xác thực thì nên loại bỏ đi nha cả nhà. Cũng giống như những tình tiết mà họ nói rằng ca sĩ Phi Nhung qua đời về Mỹ đó, tất cả mọi người đều tin như vậy thì có được hay không? Nhưng đến sau thì loài ra ca sĩ Phi Nhung vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện Chợ Rẫy và vẫn đang có những cái hơi thở cực kỳ yếu ớt và từ từ nó càng ngày càng tiến triển lên, thì tất cả mọi người lại ngã ngửa ra, đúng không ạ? Cho nên là Lực Tàng rất mong tất cả mọi người có những cái suy nghĩ và tìm hiểu những cái thông tin cực kỳ chính xác trước khi phán xét một ai đó mà chúng ta chưa có bằng chứng chứng từ xác thực, thì chúng ta không nên áp đặt cái câu chuyện xấu cho người ta đó. Rồi đến với một cái câu chuyện tiếp theo nữa, trong cái khi mà ca sĩ Phi Nhung đang có những cái tiến triển tốt thì lại có những cái thông tin cực kỳ gọi như là mình cảm thấy ở đây không phải là tình người nữa mọi người. Ở đây giống như thế là họ lấy mưu thù cá nhân ra để họ tiêu diệt một tính mạng của một người khác, không thương tiếc. Nói thật sự ra là không thương tiếc luôn. Thì có những cái nguồn tin và những cái dòng bình luận của mình cực kỳ ác ý, mà Lực Tàng phải mạnh luôn với những cái clip này. Những cái bình luận này, tại vì họ nói rằng là tỉnh rồi thì lo trả tiền cho con trai đi, ăn gì mà ăn nhiều vậy, mày ăn bấy nhiêu đó cho nên là mày bị quả báo. Tức là những cái người này á là đang nói rằng ca sĩ Phi Nhung đã ăn chặt tiền của con nuôi Hồ Văn Cường đó, và bắt ca sĩ Phi Nhung phải trả lại tiền cho Hồ Văn Cường trong thời gian ngắn nhất, sớm nhất. Bây giờ tỉnh rồi thì trả tiền lại cho Hồ Văn Cường đi thì họ mới tha thứ.
Như vậy thì Lực Tàng nói với tất cả những cái người đó như thế này: cha mẹ của Hồ Văn Cường cũng đã lên đính chính thông tin, ở với ca sĩ Phi Nhung rất là tốt, không có điều tiếng gì xảy ra. Và Hồ Văn Cường đã có một cái sự bức xúc gì đó với mẹ nuôi của mình, cho nên á, là đã có một cái đoạn ghi âm của Hồ Văn Cường với lại một cái người nào đó nói rằng mẹ Phi Nhung lấy tiền này kia đó, thì đâm ra mới xảy ra cái sự xích mích. Nhưng cuối cùng rằng Hồ Văn Cường cũng đã lên đính chính lại thông tin, và do lúc đó là bức xúc phẫn nộ của một cái tính cách của một đứa trẻ con, cho nên là rất mong mọi người bỏ qua. Và hiện tại bây giờ Hồ Văn Cường và ca sĩ Phi Nhung đã có một cái sự gắn kết tình mẹ con lại y như trước đó và rất là tốt. Cho nên á, cái dấu hiệu mà để mà gọi như là ca sĩ Phi Nhung lường gạt để chiếm đoạt tiền của Hồ Văn Cường thì Lực Tàng chắc có khả năng là Lực Tàng nên loại trừ cái vấn đề đó ra mọi người ạ. Tại vì những cái người người ta là những cái người trong cuộc như Hồ Văn Cường và gia đình Hồ Văn Cường, họ không đòi thì thôi, cho nên là tất cả mọi người đừng có đòi. Và ca sĩ Phi Nhung cũng đã có đính chính rằng tiền của Hồ Văn Cường là được sự chấp nhận của gia đình để cho người quản lý của ca sĩ Phi Nhung quản lý cái số tiền đó. Cho nên là chúng ta tại sao không tin mà chúng ta lại tin những cái lời đồn đoán không có chứng cứ xác thực. Tiền của Hồ Văn Cường vẫn còn nguyên, đâu có mất mát gì đâu. Mà nếu như Hồ Văn Cường có đòi lại thì ca sĩ Phi Nhung vẫn trả lại cho Hồ Văn Cường đầy đủ, chứ đâu có phải là chiếm đoạt này kia đâu. Mà chính thức miệng ca sĩ Phi Nhung trước khi bị nhiễm bệnh, ca sĩ Phi Nhung cũng có nói, và gia đình Hồ Văn Cường cũng có nói rằng là chưa cần đến tiền thì chưa cần lấy hay này kia đó rồi, thì cần gì đâu mà mọi người phải lên đòi, mà đòi một cách mạt sát như vậy đó. Người ta mới tỉnh dậy, mấy người đòi tiền liền đó. Mấy người làm như thế là chị ấy có thể rằng là cái khi mà tỉnh dậy rồi là sẽ ăn chặt luôn cái số tiền đó, hoặc là lên tiếng là tôi sẽ không trả cho Hồ Văn Cường hay là như thế nào đó. Chờ chị ấy tỉnh, tỉnh hẳn đi ạ, rồi mọi người thích nói gì thì nói ạ. Bây giờ chị ấy đang như vậy mà mọi người nói như vậy thì mọi người có ác quá không? Tôi nói thật ở đây là mọi người có ác. Mặc dù ví dụ như chị Phi Nhung có ăn chặn tiền của Hồ Văn Cường đi chẳng hạn, tôi nói ví dụ nha, nhưng hiện tại bây giờ chị ấy đang bị như vậy, thở còn không ra hơi, tỉnh đâu mà tỉnh, đúng không ạ? Ống thở đang còn đút vào, phổi thì đang tổn thương nặng, chưa biết ngày nào có thể là thoát được, chưa biết được khi nào có thể là khỏe mạnh hẳn. Mà cuối cùng là mấy người đã có những cái lời đàm tiếu cực kỳ ác ý như vậy. Mấy người chỉ nghĩ đến tiền thôi, chứ mấy người đâu có nghĩ đến tính mạng của người khác đâu. Tôi nói thật, những người đang đòi tiền cho Hồ Văn Cường trong cái tình hình này là những người đó đang rất là cần tiền hơn là cần tình cảm. Họ sống chỉ vì tiền, họ không có cái lương tâm. Nói thật với tất cả mọi người là như vậy. Lực Tàng hơi nặng lời với những người đó một tí, tại vì những người đó đang suy nghĩ như vậy là hoàn toàn có một cái dấu hiệu ác ý, đang muốn tiêu diệt người khác bằng mọi giá luôn đó, chứ không phải là bình thường. Đấy, soi mói hết cái vấn đề của Hồ Văn Cường rồi, không biết là sẽ soi mói đến cái vấn đề gì nữa đây, rồi bắt đầu là phải bắt chị ấy sao kê hay như thế nào nữa đây. Đấy, đã có người sao kê rồi đấy, đã có người sao kê, từ từ rồi cũng sẽ sao kê hết. Ai sai phạt có pháp luật xử lý, chứ không đến lượt của chúng ta. Chúng ta là những người giữa con người với nhau, chúng ta phải nên có lòng vị tha, chúng ta phải có lòng độ lượng. Ví dụ như họ đang sống bình thường, họ đang có sức khỏe bình thường thì chúng ta nói sao cũng được. Nhưng bây giờ họ đang nằm xuống, họ đang chống chọi với tử thần, mà mấy người làm như vậy thì sẽ như thế nào? Nếu như những người trong gia đình của mấy người gặp cái trường hợp như chị Phi Nhung thì mấy người sẽ suy nghĩ đắn đo như thế nào? Đây tôi hỏi cương vị, đặt mấy người đặt cương vị của mấy người vào cái hoàn cảnh của chị Phi Nhung đi, thì mấy người sẽ biết như thế nào? Chúng tôi cũng chỉ là những người ngoài thôi, chúng tôi là người làm truyền thông, Lực Tàng làm truyền thông mọi người, không liên quan gì đến chị Phi Nhung cả. Và Lực Tàng cập nhật thông tin thì những cái thông tin cực kỳ chính xác để gửi tất cả mọi người thôi, chứ không phải ở đây là nịnh hot hay là này kia. Nếu mà nói Lực Tàng nịnh á, thì nịnh cái phía mạnh kia đi, nịnh cái phía giàu kia đi, đúng không ạ? Nịnh cái phía mà đang gọi như là nổi đình nổi đám không sướng hơn hay sao mà đi nịnh một người gọi như là đang bị chà đạp hay này kia như vậy đó. Thì mọi người cứ phải nghĩ như vậy. Ở đây Lực Tàng xét cái khía cạnh tình người, cho nên Lực Tàng mới lên để Lực Tàng nói cho tất cả mọi người biết là như vậy. Đầu tiên là phải cập nhật thông tin chính xác về tình hình sức khỏe của chị ấy. Thứ hai nữa là thông báo những cái thông tin thất thiệt lên cho mọi người. Đấy, những cái thông tin thất thiệt đó là để mọi người không nên theo dõi, để mọi người tránh cái trường hợp bị hoảng loạn. Và cái thứ ba nữa là rất mong những cái người đang ác ý với chị Phi Nhung phải có những cái suy nghĩ khác. Đấy, nếu như áp đặt cho chị Phi Nhung
thì hàng trăm hàng ngàn người khác họ cũng có thể áp đặt. Cho nên là phải nói cho họ để họ biết được rằng trong khi con người người ta đang cái tính mạng đang bị đe dọa thì không nên làm những cái trường hợp như vậy. Làm như vậy là ác nhân thất đức, được ta nói thật luôn. Đấy, những người nào mà đang có ý định như vậy, Lực Tàng nghe được lời những lời Lực Tàng ngày hôm nay nói, có giận có buồn gì Lực Tàng cũng phải chịu, nhưng đây là quan điểm mà suy nghĩ của Lực Tàng. Thì những ai mà đồng lòng ủng hộ Lực Tàng nói câu chuyện ngày hôm nay nó cũng hơi dài dòng một tí, nhưng mà rất mong mọi người cũng phải hiểu được cái tấm lòng và cái suy nghĩ của Lực Tàng trong cái giây phút hiện tại bây giờ. Lực Tàng chỉ muốn nói lên cái nỗi lòng thôi, đấy, là nó đúng sai như thế nào thôi. Nếu mọi người thấy mà được thì ủng hộ Lực Tàng bằng cách bình luận, hoặc là cho Lực Tàng cái like, hoặc là nhấn vào nút đăng ký để theo dõi Lực Tàng. Còn những ai không đồng ý cũng có thể bình luận chỉ trích Lực Tàng để Lực Tàng rút ra cái kinh nghiệm. Sau này Lực Tàng sẽ làm những cái tin tức thực sự tốt đẹp hơn và nói những cái lời đàng hoàng hơn để gửi tới tất cả mọi người. Đó, thì clip ngày hôm nay Lực Tàng cũng xin tạm dừng ở đây, tại nó cũng hơi dài, cũng làm tốn thời gian của tất cả mọi người rất là nhiều rồi. Rồi, Lực Tàng cũng cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ, thành công bên gia đình. Chúc những người ở bên nước ngoài có một đêm yên giấc và vui vẻ, bình an, và mọi chuyện tốt lành sẽ đến với tất cả mọi người ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.